Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại gần nhà trưởng thôn dưới kia. Thì lần trước lên đây thì mình có nghe qua lời kể của trưởng thôn, bảo là trong thôn có một hộ gia đình có hoàn cảnh là hết sức là khó khăn, là chồng là mất sớm, còn chị ấy là bị tàn tật một bên chân một bên tay. Đấy, nên là mất cái khả năng lao động và bây giờ phải nuôi một đứa con ăn học. Thì hôm nay tí mình đang đợi trưởng thôn đi lên đây và sẽ vào xem là cái hoàn cảnh thực tế của nhà chị ấy như thế nào. Đấy, mình vừa gọi trưởng thôn rồi, trưởng thôn đang lấy xe đi lên đây, nhà trưởng thôn bên kia. Hôm nay thì mình vào đây thì mình có mua cho chị một bao gạo nhé, bao gạo với cả một thùng mì. Đấy, vào xem là thực tế hoàn cảnh nó có đúng như lời trưởng thôn kể không. Hôm nay lên đây là trời mây rất là đẹp. Bên kia nhìn đồi núi trùng trùng điệp điệp. Lần trước thì mình với anh Thắng cũng đã lên đây đi qua đường này rất nhiều rồi. Lần trước là đi vào vợ nhà em Páo nhá. Đấy, vợ nhà em Páo đi qua cái này, đi vào đường này nhá. Còn đi rất sâu ở bên trong này, đi qua mấy cái đồi kia xong là đi đấy, chỗ đầu ngón tay mình chỉ kia này, đi theo cái đường ven bờ núi kia lên nhá. Đấy, theo vách núi này lên. Hôm trước là đi bộ gần 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ mình zoom lại cho mọi người xem này. Đấy, chính xác là cái đường bé bé kia kìa đấy, chỗ đầu ngón tay này nhá. Đường bé bé này là đi vào vợ nhà em Páo nhá. Đi vào rất là xa. Còn bên này là nhà trưởng thôn đây. Đây, trưởng thôn đã lên đến đây rồi đây. Đi, chào nhá, xin chào. Đi đoạn nào ấy? Bây giờ đi đường nào? Ngoài này không ạ? À, đi ra ngoài nhỉ? Qua biển nước đi đến. Chỗ biển nước á? Rồi. Ui, đây, cho kẹo này. Đây, chú cho kẹo này. Ủa? Ôi sao, sao lại để em ngửa cổ ra thế kia? Bây giờ em mẹ đi đâu rồi? Đấy đấy, cho lên đàng hoàng. Cầm cả can đi à? Cầm can đi đâu này? Cầm đi xách nước. Đi xách nước á? Đi xách nước đi đâu mà đi xa này? Đi làm. Xách nước về nhà dùng à? Không, xách đi làm nương. À, lấy nước đi uống, đi làm nương là lấy nước đi uống là gì? Tưởng là can rượu. Không, cứ đi hai xe đây, để tí anh đi về luôn. À, trưởng thôn ơi, à, có một chị tên là chị Liên. Đấy, chị ở Thái Nguyên, là chị có xem qua video. Nên là biết là trưởng thôn là người còn trẻ rất là nhiệt tình, nên là chị có gửi cho 200.000. Vâng, cho em xin với lại em cảm ơn chị Liên. Chị vâng, chị Liên ở Thái Nguyên nhá. Vâng, gửi cho trưởng thôn 200.000. Vâng, đấy. Em cảm ơn chị Liên. Nhá, bây giờ hai anh em mình đi nhá. Vâng. Đi, bây giờ mình sẽ đi xe này. Đi mỗi người một xe, để tí mình sẽ đi về luôn. Dưới kia mình bắt đầu cấy anh nhỉ? Đang bắt đầu cày bừa dưới kia. Nhà em Trần ở dưới kia nhá, lần trước mình vào một lần này, chỗ khói. Bây giờ mình cùng với trưởng thôn sẽ đi vào nhà chị ấy xem là hoàn cảnh thực tế như thế nào. Đấy, cũng nghe trưởng thôn kể qua thôi. Cháu chào cô. Cô đi đâu đấy? Cắt cỏ trâu hả cô? Ây sao? Lợn sao lại buộc kiểu này nhỉ? Không có chuồng rồi. Chuồng hỏng hết à? Chuồng hỏng hết. À đây, chuồng hỏng hết xong phải buộc lợn này này. Đang cho ăn. Đấy, chuồng lợn hỏng hết rồi. Buộc luôn cho như kiểu trâu ấy nhở. Lợn như kiểu trâu là. À, nhà chị ấy đây à? Vâng, nhà này. À, nhà chị cũng trồng được rau đấy chứ nhờ.
biết trồng rau trồng cỏ đấy. Rau này là ai trồng. Nước ở đâu chảy ra đây nhiều này? Nước này là ở trên cái tết anh ạ. Cái tét, à, cái tét nước xanh kìa, chảy ra trước cửa nhà đây là phải cao đi, nha, yeah, phải cao đi, cao thành rãnh nịu rồi, hay là để chảy ra ngoài cửa này nọ, nhem nhuốc này. Đây, à, chả biết chị ấy có ở nhà không? Chị ấy có. Em đang ngồi trong nhà này. Đây, đang ngồi trong nhà. À đây. Em chào chị nhá. Trưởng thôn bảo với chị ấy bảo là anh có ít quà gửi cho chị. Không có gì đâu, có một ba gạo thôi. Ừ, tí lòng nó là do ý bó mì tổng hay do ý sáng chú đó, đó có hò. Ừ. Ừ, nó có khả hó, có khả mó. Cho là nó có bó mì tổng, nó có sáng chú cả. Sao em nói to đấy, chị ấy không nghe được à? Ừ, không nghe được anh ạ. Và đấy, kiểu nặng tay, nặng tay. À, chị là bị liệt nửa tay nhá. Nửa tay này đúng không? Tay này là nó không làm được gì. Ừ. Đi là nó... Tay cứ cong cong này nhỉ? Ừ. Chị ấy bảo gì? Chị ấy bảo không trồng được ngôi, nhờ anh em... Thế chân tay bị đó, chân có bị sao đâu nhỉ? Chân này là nó bị ở trên này là nó đá không đi được ấy. đi là nó đi một chân nó vách à, đi lệch à, đi lệch lệch. Thử cho chị đi thử xem nào, có lệch không? Có một cái đó lắm chưa rồi thấy à, à ừ đúng rồi, thấy chị đứng thì vẫn thẳng à. Đấy. Chị là chồng là mất sớm nhá, bây giờ là mất khả năng lao động đi khoảng 50% rồi đấy nhờ. Chắc chị cũng chỉ loanh quanh ở nhà thôi chứ. Chị có đi lấy củi đi làm ngô được không? Không lấy được củi đâu. Thì nay ra bây giờ đứa con nó lớn lớn rồi thì đi học về thì lấy cho đấy. Bà ấy. À đây con chị à? Còn đây là cháu. À cháu à? Nó gửi đi làm rồi nó gửi cho bà cháu. À. Chúng tôi nhà chị làm lâu rồi đúng không? Cái ngôi nhà này là theo như kể là về thôn này là cái ngôi chỉnh tường đầu tiên nhất ấy. À. Đây quyền mất nó tha. Đây chú có kẹo này. Đấy. Nó tha. Đấy, cầm nhá, ăn kẹo nhá, không khóc nữa nhá. Nó vừa dậy chắc là nó đòi tìm mẹ nó sao? Các thứ này là của anh em hết mà. À, anh em làm giúp cái nhà này à? Không, anh em cho mượn gỗ, còn vách tường là trước là chồng vẫn còn thì chồng chỉnh cái tường xong chồng mất đi rồi thì gỗ điếc không có nữa, xong là anh em mấy người ra một anh em mấy người hộ một cột như này là bây giờ phải thông hết những cái lỗ này làm cho bà ở. À. Ừ, thì là nếu sau này bà giả sử như bà không còn nữa thì là anh em cái gỗ này là của anh em thì mấy anh em lại lại lấy đi. Lại đi. À, bây giờ là thực tế là cái gỗ này. Thế bây giờ là chị này là ở một mình. Ở một mình với lại ở đứa con gái ấy, đứa đang con đi gái học. Là đang đi học à? Đang đi học. Ừ. Thế thì vật chất gỗ này là của anh em. Vất vả nhờ. Vất vả. Cũng mất khả năng lao động đấy chứ, bị chân tay thế này thì. Đấy, nhà bên trên còn bị thủng một lỗ to đùng này đấy. Nhiều sáng trưng này. Thế này thì trời mưa chắc là ướt hết nền nhà đấy chứ, đúng không đây? Cái này thì anh sáng trưng ở bên trên kia, trên mái nhà thì... ở dưới nền nhà thì tuần nước thôi rồi. Trời mưa á? Ừ, vâng, trời mưa thì thỉnh thoảng nếu mà mưa phùn bé bé thì không sao, có thể giọt một tí, còn nếu mà trời mưa to thì cả cái nhà này của bà ở dưới này toàn là nước thôi. Dưới nền này á? Ừ, dưới này toàn nước thôi. Mưa to thì nó... nền toàn nền đất nhỉ? Nếu mà có nước vào thì chắc là như kiểu ruộng luôn đấy. Đấy không... Trong sớm không muốn dậy. Tường thì nứt hết rồi nhỉ? À đứt hết, đây là giường của ai ngủ đây? Giường đấy để kê tấm ván để có anh là giường khách không à? À đây có phải là giường đâu, đây là phản đấy mà. Phản thôi, nó kê cái phản đó. Kê lên làm cái giường ngủ này. Đấy. Bảo chị ấy gấp chăn gọn gàng vào. Ai để bừa bộn này đây này. Rơi hết tất cả xuống đất đồng chăn. Tài lên đâu nữa. Bà đấy.
tàu ấy nó chặt có trẻ chứ nó tôi là con thật sự tàu này sao là đo mất ừ nhà này rột nhiều quá nhở. Bên này cũng nứt hết rồi này. Kia kìa. Đây nha, chỗ sáng sáng này là bị nứt này. Đấy, cả bên kia một lỗ to đùng kìa. Cái lỗ kia về dài 3-40 phân rồi. Đây, cái mưa to đúng là ướt thật. Một tấm pro. Đấy, bên kia thủng có hai lỗ to nữa kìa. Mà găng tay luôn. Sao không bảo chị lấy cái gì che vào? Lấy một tấm đè lên trên chắc được. Đây thì mấy hôm trước mưa to cái thấy và ông lấy cái tấm bạc đi phủ nhưng mà thế nhà này chắc là trước là anh em làm cho thôi chứ phải không? Ừ, chắc cái gỗ này là cái tường thì trước chồng nó chưa mất thì cái tường thì chồng trình còn xong chồng mất đi rồi thì còn cất gỗ thì cái vật chất gỗ này thì là không nên dùng nữa, xong rồi anh em lại thấy bà không làm được á. Với lại thứ hai nữa là còn cái đứa con gái, xong là anh em ra gỗ để lại để dựng lại cho bà ở lại thôi. Còn chất vật chất cái gỗ này là của anh em. Chị này là sinh năm bao nhiêu nhỉ? Em biết không? Sinh năm 7 7 mấy thôi, 72 hay cái gì thôi. Sinh năm 72 rồi. Nhìn chị cũng trẻ mà nhỉ. Trẻ, 72 rồi đó. Bảo chị cất đi, bảo người tôi mấy cất đi. Mất khả mưa. Có dù cho ít xí về tới đấy hả? Có dù cho ít xí. Chị vừa bị tàn tật, vừa bị nặng tai nhá. Nên là trưởng thôn phải nói to vào tai mới nghe được. Nó sinh năm 1971. 1971 à? 1971. Thế chị cũng trẻ thôi nhỉ. Mỗi tội chân tay lại bị này. Đi cứ rung rung nhỉ. Giật giật. Tay bên kia thì hầu như là không lao động được rồi. Không làm được gì rồi. Ba, hả? Ba, ba. Chân thì đi chân thấp chân cao. Đúng không? Đúng rồi, không phải chê đâu mà đúng là chân thấp chân cao. Còn tay này thì chắc không cầm được gì rồi. Hỏi xem là tay này chị có cầm làm việc được không? Tao thích kìa. Có thể nó bằng cao tả gì? Tao kìa. Không nhấc được, không nhấc được. Thế ví dụ mà muốn nhấc tay này thì phải lấy tay này lên nhấc đi phải không? Thằng này bà chị được co này không được à? Có gì ô lên nó hả? Tóc à? Khoai nó tóc à? Không làm được. Không làm được à? Nếu mà giả sử nếu mà ví dụ như muốn làm tay này phụ ấy thì là mình tay này tự phụ thôi. Tay trái là mất khả năng lao động rồi nhờ. Thế bình thường này nhà chị có nuôi lợn, nuôi trâu gì không? Không, trâu lợn không có. Không có đâu. Thế tưởng chuồng lợn là đằng trước kia là của chị. Cái chuồng lợn kia là năm ngoái có con trai nó cho một con cho bà, bảo bà ở nhà đó thì bà nó chia dễ. Bây giờ còn hai con bé bé kia là của con trai. Của con trai rồi à? Của con trai. Cái tưởng là lợn của chị ấy. Chị không có. Chơi cho nó là. Cho mà. Cho có đắt thế tại cho sạch 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 trước chị này cào cái ránh nước đi này. Nước ở trước cửa nhà. Lênh láng kinh quá. Có của sĩ là cào ai tu cứ để nó. Ướt hết rồi nhỉ. Hú sĩ sĩ. Sĩ là có của sĩ cào. Cào cứ để nó rồi. Ừ. Bên này là cái chuồng gà. Đây phải chuồng gà không trưởng thôn? Đúng rồi, cái đấy là chuồng gà. Chuồng gà ngay trước cửa nhà luôn à? Tường nứt hết rồi. Nhà chỉnh tường rất là to nhưng mà theo lời kể của trưởng thôn mà là nhà này là nhà lâu đời nhất ở trong cái thôn này. Làm lâu đời nhất. Nhà này chắc làm được khoảng mấy chục năm rồi. Hơn nhà này 1930... 1930 mấy rồi cơ? 1930... 1939. Năm 1939? Ừ, 1939 là bắt đầu sơ... À. 1949 là bắt đầu ông bắt đầu sơ tán ra đây là ông làm đây luôn. Trình tường cái ngôi nhà đầu tiên nhất là gọi là nhà trình tường ấy. Thế là nhà cổ đấy nhờ. Nhà này tường rất là dày nhá. Nếu mà tường mỏng thì chắc là đổ lâu rồi. Đấy.
chân nó mòn này cho mà. Tường này phải dày về tầm khoảng độ 50 phân. 30, 40, 50, 40, 45. Thế thịt lợn này chắc là ai cho chị thôi chứ? Làm gì chị thịt được lợn? Thịt lợn này là lợn Tết phải không? Cái thịt lợn Tết ở trước con năm ngoái này chia với nuôi một con của con trai, xong là Tết làm mổ là con trai chia cho. À, mổ chung à? Thế bây giờ chị sao không đi ở cùng con trai? Con kia không phải là con trai để mà là con trai của con nhà bác thôi. À, con trai của nhà bác rồi chị. Bảo là chị có một con gái hay là con trai nhỉ? Đứa em nói. Con gái thôi. À, chị có một đứa con gái à? Học lớp mấy rồi? Học lớp 8 rồi. Học lớp 8 rồi. À, chị đang băm rau. Băm rau lợn à? Hai con lợn buộc ở ngoài kia à? Hai con bò ở ngoài kia có phải không? Bò cái là của nhà khác. Bò của nhà khác rồi. Ừ, bò nhà khác. Là hai con lợn kia là của con trai của nó mời chia dễ. Nơi chẳng hạn nếu mà nuôi đến Tết nó lớn thì lại mổ chia ra cho. À, có nghĩa là mổ sau này đến Tết là mổ chia nhau thôi. Là chung thôi đúng không? Là lợn chung. À, đây là cho rau con này để nấu cám lợn. Chị ấy bảo gì ấy? Chị ấy bảo là thường thì không có củi thì còn đứa con gái đi học về thì đứa con gái đi lấy được một bó về thì bà dùng cái bó đấy đến cuối tuần con về con đi lấy về bà tiếp tục dùng thôi. Củi thì bây giờ bà có tuổi với lại sức yếu với lại tay chân tay bây giờ nó không đi được làm bà cũng chả lấy được củi. Nhà cửa của chị đây. Cái chảo này chắc để nấu cám lợn à? Thịt treo này thì lợn to đấy chứ nhờ? Đây chị có một cái téc nước nhưng mà cái ống dẫn vào đây đâu rồi nhỉ? Không có nước nguồn dẫn vào đây à? Cái dây rút ở cái dây đỏ kia cắm vào đây à? Mấy nhà đấy. Khi nào chung nhau à? Chung nhau khi nào của bà đây thì bà lại cắm đi cho họ. Họ để mình cắm đi. Mu-chê. Mu-chê. Em về đây. Mù chê xong lại còn em về nữa. Nói được xem là nghe được từ nào thì nghe từ đấy. Chị có biết tí tiếng phổ thông đâu? Không biết đâu. Không biết rồi. Nói thì có câu nghe. Có câu nghe được. Chị bảo gì ấy? Chị bảo gì? Bảo mấy hôm trước có anh ở Hà Nội em lên nó cho mấy cái cây cho bà trồng để kinh tế. À, có một anh ở Hà Nội lên cho á? Ừ, lên cho mấy cái cây. Sao anh ấy lại biết lên đây nhỉ? Hay là họ lên chơi à? Đi du lịch à? Không, nó kiểu có một số em sinh ở chỗ các nhà trường mà. À. Ở chỗ nhà trường cũng là nó lên. À đây à? Cát sáng nay xe chở đi à? Bao nhiêu gạch trưởng thôn? 400. 400 gạch à? 400 gạch. Một khối cát à? Khối giữa. Ờ, xi thì bốc vào đây rồi phải không? Vâng, xi bốc đấy. Xem là lúc nào nếu mà cát thừa thiếu thì mình tính tiếp nhỉ? Vâng. Thế chắc mình đi đong bằng bao tải chở chắc cũng được thôi. Ừ, cái này thì mình nếu mà thiếu thì mình đong bằng bao tải mình chở sang được. Ờ, nha, xem nếu mà vật liệu thiếu thì bảo anh nhá. Vâng. Ừ. Ông cụ không biết mình vào đâu nhá. Đang làm gì ấy? Hello, xin chào. À, ông Bấy. Ông làm gì? Ông Bấy. Bấy gì ấy? Ông Bánh Chuộc á. Ai dạ? Kinh. Lóng ngóng lại vào tay đấy. Bảo ông thôi, không chơi cái trò này đâu. Ông
Ông định bẫy chuột à? Ông định bẫy chuột ấy. Hỏi ông sẽ định bẫy chuột ở đâu? Còn chuột nào là? Chuột nào mà? Chuột rồi. Chị chua chả mà cô. Cô bói đâu là đó cho được đâu. Ông bấy được mấy con rồi. Ông bấy ở đâu? Dưới gầm giường. Gầm giường á? À? Ừ. Trời ơi. Ừ. Không bóp được cái này lên à? Dùng cái cây, dùng cái gậy. Cái que này để di xuống à? Ừ. Nào xem hôm nay xem ông ăn gì nào. Hôm nay là mình chưa kịp mua đồ lên cho ông rồi nhá. Hôm nay là vào nhà trưởng thôn thôi. Thì chắc ông ăn hết rồi nhỉ? Sáng nay em ra. Để mai mai vào thì mai vào anh mua vào cho trưởng thôn ạ. Mai vào anh mua vào cho. Mai anh em mình ăn cơm ở đây nhỉ? Cá thì vẫn còn, cá này chắc phải vài hôm nữa mới hết. Đấy, mai vào dưới hết ra xong là đào móng là xây rồi. Em bảo là mai bắt đầu thi công, ông bảo là còn cái nào nên dùng đi. Ông dọn hộp túi để ông dùng, ông bảo là sáng nay nhìn thấy ông dọn mà. Còn cái nào không dùng được bảo ông bỏ đi. Ông là nhiều đồ quá. Chăn chiếc ông cuộn hết như kiểu bánh mì này. Cứ cuộn tròn này thôi. Thế là sáng mai anh lên nhá, xong anh mua thức ăn lên xong là nấu cơm cùng ông nhá. Vâng. Xong là để giữa cái nhà ngoài này đi xong là để đào móng, làm luôn, triển khai luôn. Ở đây cá hộp của ông để đây đi. À ông chưa ăn đâu. Rau, bát úp ở đây hết. Ông còn biết lấy cái này che này. Để cho xi vào vì bụi, ông còn biết lấy cái này che nhá. Thế mai là tiến hành luôn được rồi nhỉ? Vâng, tổng hết cho nó bao nhiêu tiền? 400 gạch một khối cát với 8 bao xi à? 10 bao à? 2860 10 bao xi em bớt cho 60 2.860.000 à? Em bớt cho 60. Thế em bảo là mấy hôm nữa em đi đâu? Đi tập huấn à? Em đi tập huấn được ngày mai một ngày, ngày kia là em đi tập huấn. Thì là em cho, thì là em bảo hay bạn của em làm cùng thì em nhưng mà chắc là nó biết làm biết xây hết thôi, ok thôi gì. Hay bạn này là biết xây mà, nó chuyên đi nhận là công trình là. Rồi ok. Thế là mai em vẫn phải ra đây đúng không? Mai em vẫn ra đây được phải không? Vâng, mai cũng ra được. Thế mai có gì tính tiếp nhá. Bây giờ hình như ông không đi đâu nữa nhỉ? Ông ngoan lắm ạ. Ngoan. Bây giờ ngoan lắm. Cứ giờ máy quay vào mặt ông là ông đứng nghiêm nhá. Mà ông không được đi đâu, không được đi chơi nhá. Bảo thế đi xa mệt. Chỉ xong một vó được. Chỉ chơi luôn. Đấy. Thực ra ông ở đây ông vui là bởi vì có trẻ con này. Với cả mấy người hay ra tập xe ở đây. Còn ông nếu mà ông ở trên đồi trên núi thì chắc thì ông chỉ có lùi thủi một mình thôi nhỉ. Bó củi à? Thế chưa có mấy bó ở đây hết rồi nhỉ? Ông đun nhanh đấy nhỉ? Ông đang trẻ nên là ông đun nhiều. Bảo ông là sáng cứ đun nước vào phích ấy, xong là để dùng. Đun một ấm là thoải mái dùng cả ngày mà. Dùng em cho ông cái bếp mà em sợ ông không biết dùng là à, bếp gà thôi đang mang vào cho ông. Cái nào cho ông dùng được dùng thôi. Riêng mà đồ gà với đồ điện thì thôi không dám cho ông dùng đâu, giật chết đấy, đùa đâu, chỉ thắp mỗi cái bóng điện ở đây thôi, thậm chí quạt nha, quạt mình còn sợ đấy đúng không? Đấy thế mai mình mai lên là sẽ tiến hành xây luôn nhà tắm cho ông nhá. Em vệ sinh cho ông. Trưởng thôn đấy, nước là dẫn bên nào sang? Đâu? Thế hôm nào phải lắp một cái
cái cút nối đấy đúng không? Ờ, van khóa cho ông. Nhưng mà vẫn phải mua cho ông một cái téc nước nữa. Mua một cuộn 200 mét chắc là đủ nhỉ? À đây. Đây, mình đây bể nước kìa. Mình nối cái đầu này xuống. À, thế nước. sao không có bây nước? Bây giờ là trên kia nó có cái tê, bây giờ người ta khóa sang chỗ họ rồi. Ừ. Bởi vì là nước này là nó vào là của các cô giáo thì bây giờ nó vào là nó vào trong bể đó mà. Đây bể chứa mình, của trường mầm non. Thì hôm nào sẽ dẫn từ đây đi vòng theo đường này. Mình kéo theo dây này xong là vòng từ ngoài này vào. Ừ. Đi thử xem vòng nó có sao. Để xem hôm nào để tính xem là mua ống lên luôn đấy. Ống nước ở dưới này có bán đầy mà nhỉ? Ừ, có nhiều. Mình mua có lại ống đen này thôi. Ống này là nó được cái bền hơn. Ừ, bền hơn, còn cái ống nhựa kia thì chắc được. Đây bữa nó nứt nó thủng hết mà. Ồ. Sau này rộng nhỉ? Chưa ra đằng sau bao giờ. Hôm nay mới biết là nó rộng nào. Đấy hôm nào mua cái loại ống bé này đây, trưởng thôn này. Mua cái ống 20, 21 này thôi. Cái này thôi, mua cái bé này thôi. Ừ. Nó cũng phải cho cái sử dụng không? Đấy, mình đứng từ đây xong mình lại đấy. Vòng này này. Cho dẫn nước từ vòng sang đây nhá. Đoạn này cũng phải chôn nhỉ? Đoạn này phải chôn. Đứng đây thì mình cũng phải chôn nữa. Nếu mà mình không thì mình chôn từ đoạn kia sang được nhỉ? Ừ. Đâu đi đằng sau này đúng không? Ừ. Chắc khoảng 200 mét thôi. Mua một cuộn chắc là đủ, một cuộn là ống 20 thôi, 20-21 gì đấy không? Là được. Cái téc nhựa kia là chả biết bao tiền nhỉ? Để mai anh đi ra ngoài anh hỏi xem là cái téc đấy bao nhiêu tiền. Mù chê. Mù chê. Mù chê đúng không? Ừ. Ông vui lắm, dạo này ngoan lắm. Dạo này không đi đâu, không đi chơi nữa. Không lên đồi nữa. Thôi, đi về thôi nhỉ. Đấy, ở đây ông còn được xem trẻ con đua xe. Đấy, tập xe ở đây nhá. Theo mình biết đây là vừa là sân tập xe. Ông ở trên đồi thì bây giờ ông buồn như kiểu... Buồn lắm. Không có gì để tả luôn nhỉ. Chắc cứ lủi thủi ở trong bếp một mình cả ngày thôi.